Xin chào các em, hôm nay tiếp tục với quy luật phân ly độc lập thì trong video này cô sẽ hướng dẫn các em cách xác định kiểu gen và cách xác định kiểu hình, tổng số kiểu gen và tổng số kiểu hình trong quy luật phân ly độc lập. Như vậy để làm được bài tập phân ly độc lập thì cái kỹ năng mà xác định kiểu gen và kiểu hình đối với cái gen phân ly độc lập rất là quan trọng và chính là cơ sở để chúng ta giải các bài tập quy luật di truyền và các hiện tượng di truyền, ví dụ như liên kết gen, hoán vị gen, các dạng bài tập tích hợp. Vậy thì cách xác định kiểu gen và kiểu hình khi chúng ta biết các gen phân ly độc lập như thế nào? Bây giờ đầu tiên cô nhắc lại về quy luật phân ly độc lập. Đối với quy luật phân ly độc lập thì tỷ lệ chung, các em lưu ý cho cô, tỷ lệ chung của cả các tính trạng chính là bằng tích của các tỷ lệ thành phần. Còn nếu như mà đề yêu cầu tính số loại kiểu gen hay là kiểu hình thì cũng chính bằng tích số loại kiểu gen hay là kiểu hình của các tính trạng thành phần. Như vậy đối với quy luật phân ly độc lập thì khi tính cái chung chính là bằng tích của các gì các em, thành phần riêng lẻ, bởi vì các cặp tính trạng phân ly độc lập với nhau. Như vậy đây chính là cơ sở để chúng ta xác định tổng số kiểu gen và tổng số kiểu hình nói chung. Đầu tiên cô sẽ lấy ví dụ 1. Ở ví dụ 1 này cô sẽ cho dạng bài tập đơn giản nha các em. Dạng bài tập đơn giản này đề cô cho là xếp gen 1 có 2 alen A lớn A nhỏ. Tính trạng là trội hoàn toàn. Xếp gen 2 cũng có 2 alen nha. Đó là B lớn, B nhỏ cũng trội hoàn toàn. Thì nào? Đề cô cho là mỗi gen quy định một tính. Và các gen này phân ly độc lập. Như vậy đối với câu này yêu cầu các em xác định cho cô. Câu A xác định cho cô là tổng số kiểu gen trong quần thể. Trong tổng số kiểu gen này thì xác định cho cô đó là tổng số kiểu gen đồng hợp. Và thứ hai đó là tổng số kiểu gen dị hợp. Trong tổng số kiểu gen dị hợp thì ở đây có hai cặp gen đúng không? Xác định cho cô là tổng số kiểu gen dị hợp một cặp. Và thứ hai là tổng số kiểu gen dị hợp hai cặp. Như vậy đối với xét hai gen, mỗi gen có hai alen, đó là gen thứ nhất A lớn A nhỏ, gen thứ hai B lớn B nhỏ, thì các em viết tổng số kiểu gen tối đa thì các em đã viết quen thuộc trong cái phép lai của phân ly độc lập của Mendel đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ hệ thống lại và cô sẽ hướng dẫn cách giải. Bởi vì sao chúng ta cần phải hướng dẫn cách giải? Bởi vì nếu như cô cho gen 1 không phải có 2 alen, A lớn A nhỏ nữa mà cô cho số lượng alen nhiều hơn, hoặc là gen 2 cũng có số lượng alen nhiều hơn, hoặc là trường hợp chúng ta không phải là chỉ có 2 gen, gen 1, gen 2, mà nếu như chúng ta có gen 3, gen 4 nữa thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Vậy đầu tiên lưu ý cho cô này. Với trường hợp A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ mà cái gen phân ly độc lập thì chúng ta sẽ có bao nhiêu kiểu gen em? Xét một gen có R alen thì tổng số kiểu gen của một cặp thì chúng ta sẽ áp dụng công thức là R nhân R cộng 1 chia mấy? Chia 2. Thì đây chính là công thức chung khi mà xét tổng số kiểu gen của một cặp. Vậy thì với A lớn A nhỏ thì chúng ta sẽ có cặp A lớn A nhỏ này chúng ta sẽ có R bằng 2. Như vậy tổng số kiểu gen cô sẽ có gì các em? 2
nhân 2 cộng 1 chia 2 là bằng 3 kiểu gen. Vậy 3 kiểu gen này cụ thể như thế nào? 3 kiểu gen này cô có thể viết rõ ra đó là gì? A lớn là đồng hợp trội, A lớn A nhỏ là dị hợp, A nhỏ A nhỏ là đồng hợp lại. Đúng không? Tương tự như vậy, với B lớn B nhỏ thì tổng số kiểu gen R lúc này cũng bằng 2, có 2 alen. B lớn B nhỏ là có 2 alen nha các em. Chúng ta cũng sẽ có 2 nhân 2 cộng 1 chia gì? Chia 2. Các em cũng sẽ có 3 kiểu gen. 3 kiểu gen này chúng ta sẽ có B lớn B lớn, B lớn B nhỏ, B nhỏ B nhỏ. Như vậy tổng số kiểu gen ở đây, tổng số kiểu gen của cả cặp A và B khi A và B độc lập thì các em sẽ tính bằng gì các em? Bằng tích. Cặp A 3 kiểu, cặp B 3 kiểu, nhân vô là mấy kiểu các em? 9 kiểu. Chúng ta có thể hệ thống lại 9 kiểu gen này như thế nào không? Đây chúng ta có thể hệ thống lại như sau. 9 kiểu gen này gồm có thứ nhất đó là gì? Đồng hợp trội hai cặp A lớn B lớn B lớn. Thứ hai đó là A lớn A nhỏ B lớn dị hợp cặp A cặp B đồng hợp trội. Kiểu gen thứ ba A lớn B nhỏ. Kiểu gen thứ tư A lớn A nhỏ B nhỏ. Được chưa? Rồi tiếp tục. Kiểu gen thứ năm A lớn B nhỏ. Kiểu thứ sáu A lớn A nhỏ B nhỏ B nhỏ. Kiểu thứ bảy cô sẽ có là A nhỏ B lớn. Kiểu số 8 A nhỏ B lớn dị hợp. Kiểu thứ 9 đồng hợp lặng. Như vậy 4 kiểu gen này thì các em thấy này, 4 kiểu gen này bởi vì đề ở đây cô cho cặp A và B đều trội hoàn toàn hết, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có 4 kiểu gen này được đặc điểm chung là đều có kiểu hình A lớn B lớn. Hai kiểu gen này sẽ có kiểu hình chung là A lớn B nhỏ. Hai kiểu này sẽ có kiểu hình là A nhỏ B lớn và cuối cùng là một gì các em? À, A nhỏ B nhỏ. Vậy tổng số kiểu gen đồng hợp trong 9 kiểu này thì đồng hợp chúng ta sẽ có bao nhiêu kiểu? Đồng hợp này các em. Đồng hợp A lớn B lớn B lớn. A lớn B nhỏ B nhỏ. A nhỏ B lớn và A nhỏ B nhỏ đồng hợp bằng. Như vậy tổng số đồng hợp là các em có mấy kiểu? Chúng ta sẽ có 4 kiểu. Tổng 9 kiểu gen mà bây giờ đồng hợp 4 thì dị hợp trừ ra là còn gì các em? Còn 5. Vậy trong 5 kiểu gen dị hợp này thì các em xác định cho cô mấy kiểu đồng hợp trội, mấy kiểu dị hợp một cặp và mấy kiểu dị hợp hai cặp. Dị hợp hai cặp chúng ta chỉ có một kiểu duy nhất đó là A nhỏ, A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Vậy dị hợp một cặp thì chúng ta sẽ có những kiểu nào các em? 1, 2, 3 và gì? 4. Các em sẽ có 4 kiểu gen dị hợp một cặp. Đúng không? Vậy thì nếu như đề cô hỏi là tổng số kiểu hình tối đa trong quần thể là bao nhiêu? Bởi vì hai cặp gen là phân ly độc lập các em. Cặp A mình sẽ có hai kiểu hình, đó là kiểu hình A trội và kiểu hình A lặn. Cặp B các em cũng có kiểu hình B trội và B lặn đúng không các em? Như vậy số kiểu hình ở đây chúng ta sẽ có 2 nhân 2 là bằng mấy các em? 4 kiểu. Vậy thì từ cái việc mà xác định số kiểu gen này thì chúng ta sẽ có cách xác định như thế nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cách xác định ở câu A nha. Tổng số kiểu gen chúng ta sẽ có gì các em? Gen thứ nhất là các em sẽ có gì đây? Gen thứ nhất là R1 nhân R1 cộng 1 chia gì? Chia 2. Giờ chúng ta xác định kiểu gen của từng cặp. Cặp B thì các em sẽ có R2 nhân với R2 cộng 1 chia mấy các em? Chia 2. Như vậy tính tổng số kiểu gen thì các em xác định công thức bình thường. Bây giờ tổng kiểu gen đồng hợp sẽ bằng, chúng ta có 4 kiểu gen đồng hợp đúng không? 9 bằng số alen nhân với nhau. Như vậy A lớn A nhỏ có 2 alen. B lớn B nhỏ cũng có 2 alen. Như vậy các em lấy số alen nhân với nhau 2 x 2 bằng 4. Tổng số kiểu gen dị hợp thì các em sẽ lấy tổng số kiểu gen trừ cho kiểu gen như nào các em? Đồng hợp là ra kiểu gen dị hợp. Tổng là 9 trừ cho đồng hợp là 4 là ra 5.
Bây giờ kiểu gen dị hợp một cặp cô sẽ có gì? Đây em chú ý cho cô. Cặp A thì đồng hợp là cô có A lớn và A nhỏ, đúng không em? Vậy cặp A có hai alen thì các em sẽ có hai đồng hợp, được chưa? Hai alen thì số đồng hợp chính bằng số alen luôn, em sẽ có hai đồng hợp. Vậy cặp B phải dị hợp? Cặp A đồng hợp rồi thì cặp B phải dị hợp. Cặp B dị hợp thì chúng ta có một kiểu dị hợp. Cặp B có hai alen thì số kiểu dị hợp là C2 của 2. Được chưa? Như vậy đây là dị hợp đồng hợp cặp A, dị hợp cặp B. Ngược lại, bây giờ chúng ta sẽ có dị hợp cặp A. Cặp A có hai alen thì số kiểu gen dị hợp sẽ là C2 của 2. Bây giờ có hai alen mà dị hợp thì phải chập hai alen khác nhau để tạo ra một kiểu dị hợp. Như vậy cặp A chúng ta có một kiểu dị hợp. Cặp A dị hợp rồi thì cặp B phải đồng hợp thôi. Đồng hợp chính bằng số gì các em? Alen. Cặp B này các em sẽ có B lớn, B nhỏ, có hai alen thì chúng ta hai đồng hợp. Như vậy dị hợp, tổng số kiểu gen dị hợp một cặp và các em sẽ có 2 cộng 2 là bằng 4 kiểu. Tiếp tục, tổng số kiểu gen dị hợp hai cặp sẽ bằng cái gì? Bây giờ cặp A dị hợp, cặp A có hai alen này. Dị hợp cặp A thì chúng ta sẽ có 2 C2 của 2. Đúng không? Nhân với dị hợp của cặp B. Dị hợp cặp B thì cặp B có hai alen. Số kiểu gen dị hợp chúng ta cũng sẽ có C2 của gì? 2. Như vậy chúng ta sẽ có 1 nhân 1 là bằng gì các em? Một kiểu dị hợp hai cặp. Như vậy đây là cách tính tổng số kiểu gen, tổng kiểu đồng hợp và tổng kiểu gì? Dị hợp. Dị hợp một cặp, dị hợp hai cặp. Như vậy tương tự với câu này, bây giờ cô tự tiến lên. Bây giờ cô tăng mức độ phức tạp lên. Bây giờ không phải xét là hai cặp gen, mỗi gen có hai alen nữa, mà bây giờ cô tăng số alen lên thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các em sang ví dụ số 2. Ví dụ 2 nha. Xét gen 1. Ở ví dụ 1 này cô nhắc lại một tí. Đó là xét hai cặp gen này và nhớ cho cô là hai cặp gen này nằm trên nhiễm sắc thể gì các em? Thường. Cho nó đảm bảo cái tính logic nha em. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Rồi, bây giờ ví dụ 2. Ở ví dụ 2, cô xét gen 1 có 2 alen. Gen 2 bây giờ có 3 alen. Cả hai cặp gen này đều nằm trên nhiễm sắc thể thường. Mỗi gen là quy định một tính trạng. Khi mà đề cô cho mỗi gen quy định một tính trạng thì sau này các em sẽ loại đi cái trường hợp là các gen phân ly độc lập. À, cô xin lỗi. Mỗi gen quy định một tính trạng thì sau này các em sẽ loại bỏ trường hợp là các gen tương tác. Cô cho dữ kiện là các gen phân ly độc lập. Như thế nào? Bây giờ câu A, cô yêu cầu các em xác định cho cô cụm tổng số kiểu gen bằng bao nhiêu. Thì nha. Trong tổng kiểu gen này thì xác định cho cô đó là tổng kiểu gen đồng hợp và tổng kiểu gen gì các em? Dị hợp. Trong tổng kiểu gen dị hợp này xác định cho cô đó là tổng kiểu gen dị hợp một cặp gen và tổng kiểu gen dị hợp hai cặp gen. Và ý cô B đó là xác định cho cô tổng số kiểu hình. Vậy đối với câu này thì chúng ta xác định như thế nào? Bây giờ xét gen 1 có 2 alen. Gen 2 có 3 alen. Đều nằm trên nhiễm sắc thể thường hết. Mỗi gen quy định một tính các gen phân ly độc lập. Câu này có nghĩa là sao? Có nghĩa là trên một cặp nhiễm sắc thể, chúng ta xét gen 1, mỗi gen có 2 alen. Được chưa? Đây là gen 1, mỗi gen có 2 alen. Xét gen thứ hai, mỗi gen có 3 alen.
Đấy. Ví dụ như gen 1 có hai alen, các em xác định A lớn hay nhỏ. Hay là cô có thể viết là A1, A2. Gen 2 có 3 alen, cô có thể ký hiệu là B1, B2, B3. Mỗi gen quy định một tính trạng các gen phân liệt độc lập. Hai cặp gen A và B này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Vậy bây giờ tổng số kiểu gen là bao nhiêu? Đối với gen A thì có 2 alen, tổng số kiểu gen lúc này chúng ta sẽ có 2 nhân 2 cộng 1 chia 2. Đấy. Được chưa các em? Cặp B có 3 alen thì tổng số kiểu gen các em sẽ có 3 nhân 3 cộng 1 chia mấy các em? Chia 2. Như vậy tổng số kiểu gen cặp A 3 kiểu, cặp B 3 nhân 3 cộng 1 chia 2 là 6 kiểu. Như vậy tổng số kiểu gen là gì các em? 18. Bây giờ tổng số kiểu gen đồng hợp. Đồng hợp chính bằng gì các em? Số alen nhân với nhau. Ví dụ cặp A mà có 2 alen đúng không? A1, A2 thì chúng ta sẽ có 2 kiểu đồng hợp. Đó là kiểu A1, A1 và kiểu A1, A gì các em? A kiểu gì? A2, A2. Rồi. Bây giờ cặp B mà có 3 alen thì cô sẽ có số kiểu đồng hợp là 3. Vậy cô sẽ có kiểu gì? B1, B1, B2, B2 và B gì? B3, B3. Như vậy tổng số kiểu gen đồng hợp chính bằng số alen. Vậy thì tổng số kiểu gen đồng hợp của cả A và B cô sẽ lấy 2 nhân 3 là bằng mấy em? 6 kiểu. Như vậy dị hợp sẽ bằng nhiêu? Tổng số kiểu gen dị hợp sẽ bằng tổng số kiểu gen là 18 trừ cho đồng hợp 6 là bằng 10 gì? 12. Trong tổng kiểu gen dị hợp này thì dị hợp một cặp bằng bao nhiêu? Xét riêng cặp A thì các em có là gì? A11 là đồng hợp, 22 là đồng hợp. Dị hợp thì cô có một kiểu duy nhất đó là A1, A2. Như vậy, số kiểu gen dị hợp của cặp A cô sẽ có là gì các em? C2 của 2. Cặp A có 2 alen, A1, A2. 2 alen này chập lại thành kiểu gen dị hợp chỉ có một kiểu. Được chưa? Bây giờ cặp A mà dị hợp rồi thì cặp B phải đồng hợp thôi. Cặp B có 3 alen thì chúng ta sẽ có 3 kiểu đồng hợp. Được không các em? Rồi. Tương tự như vậy. Trường hợp thứ hai, bây giờ cặp A như thế nào? Đồng hợp. Cặp A có 2 alen A1, A2 thì cô sẽ có 2 kiểu đồng hợp. Vậy cặp B phải dị hợp. Cặp B dị hợp thì cô sẽ có mấy kiểu dị hợp các em? Đó là C2 của 3. Cặp B có 3 alen thì cô sẽ có các kiểu dị hợp sau. Đó là kiểu gì? B gì? B1, 2, B1, 3 và B gì các em? 2, 3. Số kiểu dị hợp là cô có C2 của 3. Như vậy tổng số kiểu gen dị hợp một cặp ở đây cô sẽ có gì? 1 nhân 3 là 3 cộng với 2 nhân 3 là 6. Như vậy cộng lại là 9 kiểu. Dị hợp hai cặp thì cô sẽ có gì các em? Dị hợp cặp A là C2 của 2, cặp A 2 alen. Nhân với dị hợp cặp B có 3 alen, cô có C2 của 3. Nhân vô lại nhiêu các em? 3 kiểu. Như vậy, dị hợp một cặp 9, dị hợp hai cặp 3, cộng lại là tổng số 12 kiểu, đúng chưa các em? Đúng rồi. Như vậy tổng số kiểu hình. Câu B, cặp A cô có mấy kiểu hình các em? Để tổng số kiểu hình thì chúng ta còn phải thêm dữ kiện, đó là mỗi gen quy định một tính trạng này, trội hoàn toàn. Nha. Như vậy cặp A có A1, A2 trội hoàn toàn thì cô sẽ có hai kiểu hình. Như nào? Cặp B có B1, B2, B3 mà trội hoàn toàn thì cô sẽ có kiểu hình B1, kiểu hình B2, kiểu hình B3, có 3 kiểu hình. Như vậy nhân vô là tổng số kiểu hình là bằng gì các em? 6. Như vậy đây chính là ví dụ 2. Cũng xếp một gen có 2 alen. Nhưng mà số alen không phải là 2 nữa. Mà một gen 1 có 2 alen, gen 2 có gì? 3 alen. Bây giờ cô lấy ví dụ thứ 3. Ví dụ 3 này bây giờ cô tăng số loại, số gen lên.
Cô ví dụ 3 nha. Xét gen 1 có 2 alen. Gen 2 có 3 alen. Gen 3 có 4 alen. Đối với bài này cô xét 3 gen. Gen 1 có 2 alen, gen 2 có 3 alen, gen 3 có 4 alen. Các gen này đều nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Như vậy với dữ liệu này thì các em hiểu là gì? Cả ba cặp gen này đều nằm trên nhiễm sắc thể thường. Và mỗi cặp gen là nằm trên một cặp. Các cặp này như thế nào các em? Phân ly độc lập. Thì nha. Mỗi gen quy định một tính. Và trội hoàn toàn. Vậy câu này các em cũng xác định cho cô tổng số kiểu gen bằng bao nhiêu. Trong tổng số kiểu gen này xác định cho cô tổng số kiểu gen đồng hợp bằng bao nhiêu. Tổng số kiểu gen dị hợp bằng bao nhiêu. Trong dị hợp thì xác định cho cô, ở đây có 3 cặp đúng không? Đó là tổng số kiểu gen dị hợp một cặp bằng bao nhiêu. Tổng số kiểu gen dị hợp hai cặp gen bằng bao nhiêu? Và tổng số kiểu gen dị hợp ba cặp bằng bao nhiêu? Được chưa? Và cái câu B đó là tính cho cô là xác định tổng số gì? Kiểu hình. Như vậy đối với câu này cô nháp ra cho các em thấy này. Bây giờ gen 1 á là có 2 alen đúng không? Vậy các em sẽ có tổng số kiểu gen là nhiêu? Là bằng 2 nhân với 2 cộng 1 chia 2 là bằng mấy kiểu các em? 3 kiểu. Trong đấy đồng hợp bao nhiêu, dị hợp bao nhiêu? Có 2 alen thì sẽ 2 đồng hợp. Dị hợp là cô sẽ có C2 của 3 là bằng mấy kiểu các em? C2 của gì? 2 alen thì cô sẽ có C2 của gì? 2. Là cô có một kiểu đồng hợp. À, dị hợp, được chưa? Tiếp tục, bây giờ cô có gen 2. Gen 2 có mấy alen? 3 alen. Vậy thì bây giờ tổng số kiểu gen áp dụng công thức R nhân R cộng 1 chia 2. Cô sẽ có 3 nhân 3 cộng 1 chia 2 là bằng 6 kiểu. Trong đấy đồng hợp nhiêu, dị hợp bao nhiêu? Nhớ cho cô đồng hợp á, là chính bằng số alen luôn, 3 alen thì 3 đồng hợp. Dị hợp thì cô sẽ có C mấy các em? C2 của 3 là bằng 3 kiểu. Tương tự như vậy, gen 3 có 4 alen. Vậy tổng số kiểu gen sẽ bằng 4 nhân 4 cộng 1 chia 2 là bằng mấy em? 10 kiểu. Trong đấy đồng hợp là mấy kiểu các em? 4 alen thì 4 đồng hợp. Dị hợp thì cô sẽ có C2 của gì? 4 là bằng 6 kiểu. Thì nào? Đấy là cách tính số kiểu gen đồng hợp hay dị hợp của mỗi cặp. Thì ra cô hệ thống lại cho các em dễ hình dung. Bây giờ cô sẽ có thứ nhất đó là gì? Bây giờ chúng ta giải nha. Bây giờ tổng số kiểu gen. Tổng số kiểu gen thì các em lấy tích của kiểu gen của ba cặp thôi. Như vậy gen 1 có 2 alen, các em sẽ có 3 kiểu. Gen 2 3 alen, các em sẽ có 6 kiểu. Gen 3 có 10 alen, các em có 10 kiểu. À, 4 alen, các em có 10 kiểu. Nhân vô là 180 kiểu. Đồng hợp chính bằng số alen luôn. Gen thứ nhất có 2 alen, 2 đồng hợp. Gen thứ hai có 3 alen, 3 đồng hợp. Gen thứ ba có 4 alen, 4 đồng hợp. Em nhân vô là nhiêu? 6 nhân 4 là 24 kiểu. Tổng số kiểu gen dị hợp các em lấy 180 trừ cho 24 bằng bao nhiêu? Như vậy các em sẽ có 156 kiểu. Trong dị hợp này thì xác định cho cô đó là kiểu gen dị hợp một cặp, kiểu gen dị hợp hai cặp và kiểu gen
Dị hợp bao nhiêu gam? 3 cặp. Bây giờ dị hợp 1 cặp thì cô sẽ có gì? Cô giả sử dị hợp cặp của gen thứ nhất đi. Chúng ta sẽ có C2 của 2. Đấy, dị hợp của gen thứ nhất. Thì gen thứ hai và gen thứ ba sẽ đồng hợp là bằng nhân số len luôn, 3 nhân 4, được chưa? Bây giờ tiếp tục dị hợp gen thứ hai thì các em sẽ có 2 này nhân C2 của 3 nhân với 4. Tương tự, chúng ta có dị hợp gen thứ ba, các em sẽ có 2 nhân 3 nhân C2 của 4, được chưa nào? Đây là dị hợp 1 cặp nha. Như vậy, chúng ta sẽ có bao nhiêu? Các em tính tổng cho cô. Ở đây sẽ bằng C2 của 2 là 1 này, 12, các em có 12 này. Cộng với 8 nhân 3 là 24 này, đúng không? Cộng với 6 nhân 6 là 36 này. Để nào. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có bao nhiêu gam? Sẽ bằng 72 kg. Bây giờ dị hợp 2 cặp. Gen 1 và gen 2 dị hợp thì cô sẽ có C22, C2 của 3. Vậy gen 3 đồng hợp là nhân 4. Tương tự như vậy, gen 1 và gen 3 dị hợp C22 nhân 3 nhân C24. Và gen gen nào dị hợp em? Gen 2 và gen 3 dị hợp. Như vậy các em sẽ có C2 này nhân 2, 3 nhân C2 của 4. Như vậy bấm cho cô bằng bao nhiêu? Bấm cho cô là nhất là 12 này cộng với 18 này rồi cộng bao nhiêu? 2 nhân 3 nhân 6, 66 kg. Bây giờ dị hợp 3 cặp thì cô sẽ có nhiêu gam? C22, C23 nhân C2 gì? 4. Thực ra môn sinh thì chủ yếu dùng C là chủ yếu gam. Như vậy các em sẽ có 1 nhân 3 nhân 6 là bằng bao nhiêu các em? 18. Như vậy các em cộng lại tổng cho cô. 72 cộng 66 cộng 18 là bằng 156, đúng không? Nè, dị hợp 1 cặp 72, 2 cặp 66, 3 cặp là 18, cộng lại chính bằng 156 tổng số kiểu gen dị hợp. Tuy nhiên em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có tổng số kiểu hình. Gen 1 có 2 allele thì các em sẽ có 2 kiểu hình, bởi vì trội hoàn toàn như em. Gen 2 có 3 allele thì các em sẽ có 3 kiểu hình. Gen 3 có 4 allele thì các em sẽ có 4 kiểu hình. Như vậy tổng số kiểu hình là 6 x 4 là nhiêu em? 24. Như vậy đây chính là cách tính tổng số kiểu gen đồng hợp, dị hợp à, trường hợp 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp. Và tính tổng số kiểu hình trong trường hợp quy luật phân ly gì các em? Độc lập. Đây chính là cơ sở để các em giải các bài toán quy luật di truyền ở mức vận dụng cao. Hôm sau cô sẽ hướng dẫn tiếp các dạng tiếp theo. Xin chào các em.